trưởng lão Thích Thông Lạc. Giáo án rèn nhân cách, lớp ngũ giới đức hiếu sinh, tập 3. Bài 36. Có phải cháu sẽ chết ngay bây giờ không? Một bé gái mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp. Để có cơ hội được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của cậu anh trai 5 tuổi cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống được, nhờ cơ thể cậu bé có thể tự sản sinh được một loại kháng thể. Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô bé và hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu hít thở sâu và nói: "Cháu sẽ đồng ý nếu điều đó giúp em cháu có thể khỏe lại được." Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai giường gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại được sắc hồng. Rồi gương mặt cậu anh tái đi và nụ cười tắt dần. Cậu nhìn bác sĩ run run hỏi: Cháu sắp chết rồi phải không bác? Bác cố gắng cứu sống em cháu nhé." Cậu bé ngây thơ ấy cứ ngỡ rằng cậu sẽ cho em gái gần hết tất cả máu của mình để cứu em, rồi cậu sẽ phải chết. Và cậu bé đã sẵn sàng để làm điều đó. Tuệ Nương. Bài làm 1. Đại ý. Tình thương em của một cậu bé trai 5 tuổi tuyệt vời. Cậu dám hy sinh thân mình để cứu đứa em gái. 3. Đáp án. Bài này có 6 đức. 1. Thiếu đức nhân quả thiện. 2. Đức nhân quả thiện chuyển nghiệp. 3. Đức bố thí hiếu sinh. 4. Đức hân hoan thân hành. 5. Đức hiếu sinh khẩu hành. 6. Đức hy sinh thân hành. Đức thứ hai, đức nhân quả thiện chuyển nghiệp. Con người sinh ra trong đời là do nghiệp thiện ác của nhân quả đời trước. Như cho bé gái trên đây được sinh ra đã mang một chứng bệnh hiểm nghèo không thuốc trị. Nếu không có dòng máu kháng thể của người anh trai 5 tuổi thì cháu bé gái không thể sống thêm được. Đấy cũng là duyên nhân quả. Cùng một dòng máu của cha mẹ sinh ra, nhưng cháu bé trai có dòng máu kháng thể nên vượt qua bệnh hiểm nghèo. Nhờ dòng máu đó mới chuyển đổi được nhân quả của cháu bé gái. Bởi vậy mọi người cần phải thông hiểu về đạo đức nhân quả. Đạo đức nhân quả là những hành động thân, khẩu, ý của con người sống trong thiện pháp, không sống trong ác pháp. Nhờ con người sống trong thiện pháp nên làm chuyển biến thay đổi cuộc sống từ khổ đau, bệnh tật, tai nạn, bất hạnh trở thành cuộc sống bình an, yên vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, quý vị đừng hiểu rằng con người sinh ra là do số mệnh đã định sẵn. Tin vào thuyết số mệnh đã định sẵn là sai. Thuyết này do một số người tiêu cực, mất sức tự chủ, không tự lực chuyển đổi cuộc sống của mình, chấp nhận cuộc sống như thế nào thì đành chịu, không tự lực vươn lên nên dựa vào tha lực trời, Phật, tiên, thánh, thần, quỷ, ma, vân vân. Những hạng người này thường cúng tế, cầu cạnh để an ủi tinh thần khi bị suy sụp. Hầu hết những người vô minh không thông hiểu biết về đạo đức nhân quả nên tự đặt ra số mệnh để an ủi thân phận của mình. Còn thuyết thiên mệnh cũng do con người tự đặt ra. Khi có những việc đau khổ, buồn hay vui đều cho rằng là do trời định. Thuyết này cũng mơ hồ không đúng sự thật. Trời là ai mà định số mệnh của con người? Ngọc Hoàng Thượng Đế ư? Không đúng. Các vị này ở đâu? Khi chúng tôi tu hành có tam minh, dùng thiên nhãn minh quan sát vũ trụ thì không thấy nơi đâu có các vị này. Cho nên thuyết thiên mệnh và thuyết định mệnh là do ảo tưởng của con người. Vì những người này họ không hiểu quy luật nhân quả nên mới sản xuất định luật số mệnh và thiên mệnh. Từ đó truyền thừa từ đời này đến đời khác nên đã ăn sâu vào tư tưởng của con người hơn mấy ngàn năm. Khi đã thông hiểu đạo đức nhân quả thì mỗi người nên sống thiện, làm điều thiện. Đó là sự tích lũy những điều thiện trong hiện tại, tương lai và quá khứ, thì cuộc sống hàng ngày của quý vị sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ đau tất cả chúng sinh nữa. Nhờ đó
cuộc sống của quý vị sẽ được bình an, yên vui và hạnh phúc. Ngay trong hiện tại, chúng ta sống với đức hiếu sinh thương yêu và giúp đỡ cho mọi người trong khi họ đang lâm nạn. Nhờ đó, chúng ta xa lìa những điều làm ác. Nhờ xa lìa không làm những điều ác, chúng ta tích lũy những điều lành, những điều tốt, những điều không làm khổ người khác và tất cả các loài khác. Do vậy, khi chúng ta sinh ra làm người đều gặp nhiều điều may mắn. Cháu bé gái trong kiếp quá khứ đã khéo dung trồng điều lành, nên người anh trai tuy mới 5 tuổi đầu mà biết thương em gái mình, dám hy sinh sự sống của mình để cứu em mình trong cơn bệnh ngặt nghèo hiểm nguy. Một cậu bé 5 tuổi gan dạ dám hy sinh mình để cứu đứa em gái bé bỏng, thật là gan dạ vô cùng. Cậu chấp nhận lời của bác sĩ để lấy máu mình truyền cho đứa em gái, và trong đầu cậu nghĩ, nếu cho máu em mình xong là mình phải chết, nhưng chết mà cứu được em mình được sống là một niềm vui vô cùng. Bởi vậy, cậu bé sẵn sàng cho em máu mà không hề hối tiếc. Từ khi sinh ra và lớn lên, cậu chỉ có 2 anh em mà thôi. Thà cậu chết mà em gái cậu được sống thì cậu mãn nguyện lắm rồi. Làm được việc này chính là lòng yêu thương của con người. Lòng yêu thương ấy thật là cao quý tuyệt vời, chỉ có con người mới có mà thôi. Thường trên đời này, anh em ruột thịt một cha một mẹ sống chung nhau một nhà, lúc bé thơ một nửa cái bánh còn cắn chia nhau ăn. Nhưng khi lớn lên, lòng tham lam phát triển nên nghĩ đến cá nhân mình nhiều hơn. Vì thế, anh em ít ai nghĩ đến nhau như lúc còn bé. Khi có gia đình riêng tư, anh em thường tranh giành của cải tài sản của cha mẹ. Đôi khi vì danh lợi riêng tư, có thể anh em cãi cọ nhau, đặt ra nhiều điều nói xấu nhau, bêu rếu mạt sát khắp nơi để anh mình hay em mình không còn nhìn mặt ai được nữa. Đôi khi còn thậm tệ hơn nữa là đánh đập, chửi mắng nhau hoặc thưa kiện, có khi giết hại nhau. Thật là tương tàn, nồi da sáo thịt. Trên đời này chẳng có ai khen, họ còn chê trách. Nhân quả nghiệp báo, ai có thân cũng có bệnh. Bệnh do duyên giết hại và ăn thịt chúng sinh. Do đó, nhìn mọi người đang sống quanh chúng ta, người nào cũng có bệnh, không ai là không bệnh. Không bệnh này thì cũng bệnh khác. Đó chính là do đời trước đã tạo nhiều duyên ác giết hại và ăn thịt chúng sinh. Giết hại và ăn thịt nhiều thì bệnh càng nặng và hiểm nghèo nan y. Còn giết hại và ăn thịt ít thì bệnh nhẹ, bệnh sơ sài, bệnh không quan trọng. Nếu ai muốn thân này không bệnh khổ thì ngay từ lúc này phải nuôi sống thân mạng bằng ăn thực phẩm thực vật, tránh ăn thực phẩm động vật, tránh giết hại chúng sinh và luôn luôn khởi lòng yêu thương sự sống của mình, của mọi người và của mọi loài vật. Dù là con kiến, con trùng, con sâu, con bọ, con rầy, vân vân, chúng ta cũng không nên giết. Phải thương yêu chúng như chính bản thân chúng ta. Cháu bé gái mới sinh 1-2 tuổi làm gì nên tội mà mắc cơn bệnh ngặt nghèo rất hiếm. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này sẽ rõ nhân quả, và như vậy sẽ không ai trốn thoát quy luật này. Một bé gái mắc phải một bệnh rất hiếm gặp. Để có cơ hội được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của cậu anh trai 5 tuổi cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống được, nhờ cơ thể cậu bé có thể tự sản sinh được một loại kháng thể. Đấy không phải là duyên nhân quả thiện trong kiếp quá khứ sao? Nên nay trong kiếp hiện tại vẫn gặp may mắn có người anh 5 tuổi có dòng máu kháng thể để cứu thoát một bệnh tật hiếm gặp. Làm ác phải trả quả khổ, dù bất cứ trong đời nào, quá khứ, vị lai hay hiện tại, hễ đủ duyên thì không bao giờ tránh khỏi quả khổ đau. Còn ngược lại, làm thiện thì trong thời nào, quá khứ, vị lai hay hiện tại, cũng gặp may mắn vượt qua những khổ ách. Bằng chứng cụ thể cho bé gái trong bài học hôm nay. Câu chuyện đức hiếu sinh của cháu bé trai tuy đơn sơ,
nhưng nói lên được đức hy sinh để thực hiện lòng yêu thương đứa em gái bé bỏng của mình. Câu chuyện đáng nói ở đây là một cậu bé 5 tuổi mà lòng thương em của mình, người lớn đầy đủ trí tuệ tư duy, chưa chắc dám hy sinh mạng sống để cứu những người thân ruột thịt của mình. Phải không thưa quý vị? Một người mẹ dám hy sinh hai dành tay cho con mình, cho đến khi qua phần người con mới biết. Một vết thẹo trên mặt suốt đời của một người mẹ dám hy sinh cứu con trong dầu sôi lửa bỏng, thật đáng cho chúng ta khâm phục. Đó là những lòng yêu thương con của một người mẹ. Còn ở đây là một cậu bé mới 5 tuổi, đâu có hiểu biết gì về lòng yêu thương, nhưng lại hy sinh máu của mình để cứu đứa em gái. Trong trí non nớt của cậu bé nghĩ rằng cho hết máu của mình để em mình sống, còn mình sẽ phải chết. Thật là đức hiếu sinh tuyệt vời. Trong đức hiếu sinh có sự hy sinh, vậy sự hy sinh có làm đau mình hay không? Đã dám hy sinh cho người khác, chết còn không sợ, huống là khổ đau. Khi tinh thần dám hy sinh thì không còn sợ hãi, không còn sợ đau khổ. Chứ còn sợ đau khổ, còn sợ chết thì không dám hy sinh, phải không quý vị? Cho nên mới gọi là đức hiếu sinh tuyệt vời. Cậu bé 5 tuổi chưa bao giờ học đức hiếu sinh mà vẫn thực hiện đức hiếu sinh một cách tuyệt vời. Như vậy chứng tỏ đức hiếu sinh trong mỗi con người đều có. Chúng ta chỉ có phát triển cho nó ngày một lớn mạnh hơn. Ở đây có nhiều người cho rằng hy sinh không phải là đức hiếu sinh, vì hy sinh là làm khổ mình. Sự hiểu biết đức hiếu sinh như vậy là hiểu biết về hình thức còn nông cạn, chứ họ chưa hiểu đức hiếu sinh về tinh thần. Hiểu biết đức hiếu sinh về tinh thần mới thâm sâu. Một người dám hy sinh cứu người khác để mình chịu chết hay chịu khổ thì tinh thần của họ rất hân hoan vui sướng vì đã làm được một việc nghĩa vĩ đại. Như vậy họ có khổ không? Cái khổ của cơ thể chỉ như hạt cát đối với tinh thần, phải không quý vị? Khi tinh thần hân hoan vui sướng thì cái khổ của cơ thể đâu còn nữa. Cho nên đức hy sinh mang đầy đủ đức hiếu sinh là đúng. Quý vị cứ suy ngẫm có đúng như vậy không? Đức hiếu sinh không ranh giới, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt nước này nước khác. Chúng tôi xin kể lại một câu chuyện xảy ra trên đất nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh giữ gìn đất nước quê hương mà những người lính Mỹ đã trực tiếp tham gia trong cuộc chiến tranh này. Những hình ảnh chết chóc đau thương của dân tộc Việt Nam là một dấu ấn xót xa cho những người lính Mỹ có lòng nhân đạo không bao giờ quên được. Trước khi chết, ông Rick Brasso di chúc: khi ông chết nên đem thiêu hài cốt, lấy nắm tro tàn rải trên thượng nguồn sông Thu Bồn để ông cùng chia sẻ những nỗi đau thương với dân tộc Việt Nam. Đây, chúng ta hay đọc đoạn văn này. Chúng tôi đã trích trong báo Thanh Niên số 121 ngày 30 tháng 4 2008 do phóng viên Trương Điện Thắng viết. Trong những chuyến trở lại Việt Nam, giáo sư Hartman đã đưa các sinh viên Mỹ đến thắp hương ở nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở miền Trung Việt Nam, nơi yên nghỉ của những kẻ thù hôm qua đã chiến đấu để bảo vệ quê hương họ, thăm những người dân quê từng trải qua những đau khổ của chiến tranh mà ông và đồng đội từng góp phần gây ra. Câu chuyện cảm động nhất là khi ông mang tro hài cốt của một cựu binh tên là Rick Brasso chết tại Mỹ vì di chứng chiến tranh ở Việt Nam rải trên thượng nguồn sông Thu Bồn theo di chúc của anh, trong sự ngậm ngùi của những sinh viên Mỹ lẫn người dân Việt Nam chứng kiến. Bài thơ của Rick Brasso để lại như một di chúc mà giáo sư Hartman đã đọc lại vào phút ấy có những câu cảm động. Một mai khi tôi chết, tôi muốn tro tàn xác thân tôi theo gió núi rải đi khắp cao nguyên trung phần Việt Nam. Từ nơi này tâm hồn tôi sẽ dõi nhìn vẻ đẹp cuộc đời,
và dòng nước của trời sẽ gột rửa tâm hồn tôi, mang đến những thửa ruộng bậc thang mọc lên bên sườn đồi. Tôi sẽ sống ở đây mãi mãi, để mỗi ngày sẽ trồi lên trong những cánh hoa rừng. Những gì đã theo tôi đến mảnh đất này, đến cái nơi mà tôi không thể nào dứt bỏ khỏi trái tim tôi được. Trương Điện Thắng. Đọc bài thơ của một người Mỹ, ông Rip Rasho, tình yêu thương dân tộc Việt Nam của ông sao mà thấm thía vô cùng, khiến cho mọi người đọc đoạn văn trên phải ngậm ngùi xúc động. Đúng vậy, đức hiếu sinh không phân biệt màu da thứ tóc, không phân biệt nước này nước khác, chỉ biết thương yêu sự sống bình đẳng như nhau, như con một nhà, như con một cha một mẹ, vân vân. Thật là chỉ có tình thương yêu mới tuyệt vời như vậy, mới phá vỡ hàng rào ngăn cách của lòng người.